dồi ôi, lại được tặng quà. Nặng quà. Lại là ALP, chơi lớn luôn. Đố các bạn biết bên trong có những gì, anh em có tò mò giống như mình không? Hồi hộp quá. 1, 2, 3, 4. Thế này sơ qua là được 4 cây vọt rồi. Nhưng mà không phải đâu. 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây. Vẫn còn, chưa hết đâu. 7 cây, 11 cây. Ui dồi ôi, thôi, không đếm nữa đâu, mệt lắm. Nói chung là sướng lắm. Đấy, bạn nào thích sướng giống như nhà dứa không? Tổng cộng tất cả chỗ này là 18 cây vọt. Ui dồi ôi, nặng quá, cả nhà đợi tớ review từng cây một nhá.